Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 2 triệu tục cần Dore từ dán Doraemon nha bạn. Để tham gia dán hôm nay, các bạn click vào phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn nhìn biểu đầu tiên cũng follow. Follow Twitter nè. Các bạn like nè, để cho trang YouTube tweet nè. Tăng 5 người bạn mình vào thôi các bạn. Rồi các bạn tweet lên. Rồi tiếp tục các bạn bắt đầu lên. Rồi, các bạn join tiếp kênh Telegram seller của nó nha bạn, channel của nó nè. Rồi, các bạn join xạo người ta các bạn. Rồi, các bạn bắt đắp lên nè. Dòng đầu tiên thì các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dự án người ta các bạn. Cộng bình V lên nè, chính nè. Tiếp tục, bạn gửi lên link retweet nè. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Bạn nhập cho ba cạnh cùng, nhập cho mũ sơ nè. Các bạn bấm bài chia sẻ nè, sao chép liên kết nè, các bạn bắt đắp lên người ta các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Tiếp tục trên username Telegram thì các bạn copy địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn vào nha các bạn. Mình đã hướng dẫn các bạn lấy username nhiều lần lắm. Các bạn vào setting copy username. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ GBNB Smart Chain Bet 20 nè. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn dán vào. Rồi các bạn kia bấm gỡ là xong rồi các bạn. Đây là dự án có ghép bọng gì. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 2 triệu token đô ra. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.